Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể chia sẻ cái camera EZVIT của mình cho điện thoại khác, như cho người nhà hoặc người thân của mình, mà tỷ lệ thành công chắc chắn là sẽ 100% là tất cả mọi người đều có thể làm được. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái ứng dụng EZVIT ở trên cái điện thoại mà mình đang sử dụng camera đấy. Mình vào phần cài đặt. Mình vào cái cam đấy. Mình vào phần cài đặt ở trên góc màn hình này. Và mình sẽ xuống phần mã hóa hình ảnh. Để các bạn nhìn thấy, mình tắt cái mã hóa hình ảnh đi. Ấn OK. Thì như vậy đã vô hiệu hóa hình ảnh. Và bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại mà mình muốn được chia sẻ ra. Mình vào, như cái này là iPhone thì mình sẽ vào phần mềm App Store. Còn về Android thì mình sẽ vào CH Play. Mình vào App Store để tải ứng dụng EZVIT về. Vào mục tìm kiếm, ấn chữ EZVIT của mình. Các bạn tải ngay cái phần mềm đầu tiên xuống. Các bạn đợi một chút để nó hoàn tất. Như vậy là mình đã tải xong. Và sau khi tải xong, các bạn ấn phần mở. Đấy, như vậy là mình đã vào được ứng dụng EZVIT. Ấn OK. Ấn bỏ qua. Các bạn ấn cho phép. Ấn cho phép hết. Ở trên cái phần trên màn hình điện thoại này, các bạn có thể nhìn thấy là chọn vùng này, địa chỉ người dùng này, mật khẩu. Ở phần chọn vùng này mình sẽ ấn chọn vùng là Việt Nam. Các bạn kéo xuống dưới. Thường thì Việt Nam nó có vần V, nó sẽ ở dưới cùng. Đây. Ấn vào đấy xong ấn kế tiếp. Phần email địa chỉ người dùng này thì bạn lấy luôn cái tài khoản mà ở cái camera bên này, bạn nhập vào đây luôn. Thì mình nhập vào đây sẽ là số 84. Và cái số điện thoại của bạn đã đăng ký ở cái điện thoại mà đang sử dụng camera đấy. Và mật khẩu thì mình sẽ nhập cái mật khẩu của cái tài khoản mà bạn đăng ký vào. Xong ấn đăng nhập. OK, như vậy là mình đã đăng nhập xong cái tài khoản và chia sẻ thành công cái camera của mình. Thì đây nó hiện lên, bạn có muốn kích hoạt đăng ký đăng nhập bằng vân tay không thì bạn có thể ấn đăng ký luôn, và không thì để sau cũng được. Ấn OK. Đấy, như vậy là mình đã chia sẻ thành công cái camera của mình cho người khác, người thân, người nhà hoặc những người bạn muốn chia sẻ. Thì cách này là cách đơn giản nhất và ai cũng có thể thực hiện được, mà chắc chắn là sẽ có thể làm được 100%. Thì trên đây mình đã hướng dẫn cách để mình có thể chia sẻ một cách rất dễ dàng. Và mình còn một cách thứ hai khác thì mình xin giới thiệu về lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.